Để trở lại cái phần ông hổ hồi nãy đó, thì như vậy là ông sẽ lật ngang là cái ngày, cái đêm 29 là sáng mùng 1 đó, mùng 1 tháng 8. Thì như vậy là gãy bốn cái giò và cái đuôi. Thì bữa nay sửa chữa lại cũng hoàn thành hết Cái đó đuôi ông cọp gãy nữa, thì cuối năm dần. Cuối năm dần cũng cực kỳ nguy hiểm á. Mình thấy trước mắt mình đây thì dịch bệnh nó đang đe dọa là dữ dội rồi đó. Nội mình thấy dịch bệnh thôi. Còn là chiến tranh thì hãm gài thì dòng ngoài nó quýnh cái dòng ngoài. Thì cũng như Đức Thầy đã cho biết là tới chừng đó bốn phương có giặc. Thì giờ nó cũng làm lai rai rồi, chừng nào nó xiết vô tới mình đó thì bốn phương đều có hết chứ gì. Dạ Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Quốc Tạo cùng với chú Tư Nguyễn Lãnh xin mến chào quý bà con cô bác kính mến. Chúc quý vị một ngày thật là an lạc và đầy hạnh phúc. Cũng xin giới các vị sơn thần nơi đây gia trì gia hộ cho chúng con chúng cháu cũng như chú Tư nói đạo, để mong rằng với một ý đồ của chúng con là chia sẻ giáo lý của thầy, đem đến sự an lạc hạnh phúc cho bà con bá tánh vạn dân, tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thì kính thưa toàn thể chư quý vị, cũng như hôm nay cũng là cái ngày 11, cũng là sắp đến cái ngày ngày mai, tức là ngày lễ của Đức Phật thầy Tây An, ngày 12 tháng 8. Thì bà con ráo riết trở về nơi Thới Sơn, cũng như là vùng đất của các vị thánh nhân ra đời. Phật thầy Tây An cũng là một trong những vị mà hiện bây giờ cũng còn để giảng kinh lại tiên tri rất là màu nhiệm. Thì nơi đây thì chúng em chúng cháu cũng cũng biết được Đức thầy nói là tuồng đời như pháo châm ngòi, bá gia yên lặng mà nghe khùng này. Có nghĩa là Đức thầy muốn cho biết là từ năm 1939 mà đến nay đã là 83 năm mà tuồng đời như pháo châm ngòi là sao quý vị? Tuần đầu pháo trong ngòi là sao? Nghĩa là cái viên pháo vậy mà ta châm vô là chỉ còn đợi vài giây thôi, đợi thời gian thôi là nó sẽ nổ. Mà nổ thì cũng giống như là thầy muốn nói ý đó. Thầy nói là ngọn thủy triều nô nức sục sôi, bầu trái đất một phen rung chuyển. Thì nơi đây chúng em chúng cháu cũng có hiểu biết được đôi điều. Nếu mà không nói mà để cho pháo nó châm ngòi nó nổ rồi thì chúng em chúng cháu không còn cơ hội để mà nói. Mà còn nói ra thì có khi những lời nói của mình cũng bập bẹ trước quý vị cao niên cao đồ, có điều chi sơ xuất cũng như chú Tư. Mong rằng quý vị trên mạng cộng đồng cũng hoan hỷ và bổ chính cho em cháu. Thì kính thưa chú Tư, thì tất cả mọi việc đều đổ xô vào năm dần, cũng như là trong lời của ông sư giải có nói là năm dần nhiều chỗ bơ vơ, bước qua năm mẹo như tơ gói cuồng. Thì đã nói năm dần nó bơ vơ rồi mà năm mẹo còn gói cuồng nữa, nhưng mà năm dần thì đúng là bơ vơ chú Tư ơi. Tất cả những điềm báo cũng như là hiện bây giờ nước ngoài thì lũ lụt, hạn hán, rồi bão tố làm cho nhà cửa sập hết. Những tiểu bang ở ngoài hầu như là bây giờ là không còn, mà giống như là bây giờ là chỉ còn là niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi đó. Chứ giờ mình thấy cảnh đau lòng lắm. Rồi hai nữa là ở tại trong nước của chúng ta thì ở tại Điện Quỳnh Long có xuất hiện hào quang, cũng như là các YouTube cũng có ghé đó thăm và cũng có quay lại. Rồi cái thứ ba đó là cũng như là những cái việc giả mới đồ điều kia cũng đều xuất hiện. Cũng như là gần đây thì ở tại chợ mới, cũng như là ở phủ thượng Ba Thớ có một cái con hổ, hai con hổ, một con gì đó là cũng ngã, cũng gãy đuôi gì đó. Thì cũng như chú Tư cũng cho biết thì cái điềm đó nó sẽ là cái điềm tốt hay là xấu, hay là cái điềm màn ba sắp hạ, thì xin chú Tư cũng diễn giải dùm. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì vừa qua cũng như ông hổ hai ông mà ở trước cửa đó, trước cửa trước cái cổng trước đó, thì theo như tôi nghiên cứu đó, thì bởi vì lâu quá nó mục sắt mục xi măng, thành ra nó ngã ngang. Mà tại sao nó ngã ngay năm dần năm nay nhà năm ông cọp nữa, mà ông cọp ngã nữa
Thật ra nó mới khó. Đó, cho nên là cái điều này cũng đáng bình luận để cho quý vị mình biết thêm chút đỉnh để ráng lo tu. Là vì trong năm dần này hổng gài đó, nào là chiến tranh ở nước ngoài nó quýnh, thì nào là những thiên tai dịch bệnh nó tấn công mình là dữ dội, mà quý vị cũng chưa thấy sao mà quý vị còn không sợ đó. Trở lại quý vị nói đằng này tôi nói xàm, tối ngày nói xàm không à. Bởi vì ở đây thì căn cứ theo kinh giảng của ông Thánh, ông Phật đã nói rồi, mình để nhắc lại để cho bà con mình biết để lo tu. Chứ tụi tôi có quẩn ở đâu mà ngồi nói xàm. Mà hơn nữa nói cái lời nói này đó là có lợi chứ đâu phải là có hại đâu mà quý vị nói xàm. Cho nên để trở lại cái phần ông Hổ hồi nãy đó, thì như vậy là ổng sẽ lật ngang là cái ngày, cái đêm 29 là sáng mùng 1 đó, mùng 1 tháng 8. Thì như vậy là gãy 4 cái giò và cái đuôi. Thì bữa nay sửa chữa lại cũng hoàn thành hết rồi, thì kể như là ngon lành rồi, cũng không có gì. Nhưng mà cái việc sau này nó xảy ra cái gì thì cái vụ đó mình không biết. Cho nên là quý vị cũng ráng tu để rồi mình sẽ từ từ nó tới mình biết liền cái gì. Bởi vì theo như tôi bàn xương xương cho quý vị nghe đó, thì cái đuôi ông cọp gãy nữa thì cuối năm dần. Cuối năm dần cũng cực kỳ nguy hiểm á. Mình thấy trước mắt mình đây thì dịch bệnh nó đang đe dọa là dữ dội rồi đó. Nói mình thấy dịch bệnh thôi. Còn là chiến tranh thì hổng gài, thì dòng ngoài nó quýnh cái dòng ngoài. Thì cũng như Đức Thầy đã cho biết là tới chừng đó bốn phương có giặc. Thì giờ nó cũng làm lai rai rồi, chừng nào nó xiết vô tới mình thì bốn phương đều có hết chứ gì. Cho nên quý vị nói là không có không à. Cho nên là quý vị nói là cái đời này sung sướng là như tiên rồi, còn tới đâu nữa mà tối ngày mấy ông nói xàm không à. Dạ, còn cái phần mấy con cọp mà nó té xuống đó chú Tư, thì nó bị gãy 4 cái chân luôn hả chú Tư? Ừ. Và cái đuôi luôn hả? Gãy 4 cái giò luôn, gãy cái đuôi luôn. Tại sao mà có một cái điểm rất là lạ quý vị, tại sao nó không gãy một cái giò, hai cái giò, hay là nó gãy cái đuôi mà là nó gãy lại là ngũ chi luôn? Là quý vị thấy nó có một cái điểm lạ chưa? Bây giờ nếu mà nói về vô, bây giờ cái con cọp đó là con ngựa xi măng nào đó mà bà con cứ làm đi, cứ xô nó ngã xuống đi, không bao giờ nó gãy hết đâu, tôi hứa với quý vị luôn. Nhưng mà cái này cũng là một cái điềm báo, cái này cũng là một cái điềm báo gì đó mà để cho biết là tuần đời nó sắp hạ. Thì kính thưa chú Tư, thì cái phần mà 2.000 tỷ con kỳ nhông đỏ nó xuất hiện, thì chú biết rồi, mà nó 2.000 tỷ thì nó nhiều lắm, nó xuống giống như là một cái cơn mưa vậy đó, xuất hiện ra không biết ở đâu mà nó ra, hay là nó dở ổ như thế nào mình không hiểu. Thì cái điểm này đó, nó phun ra là những cái chất độc vào nước miếng của nó đó chú, phun ra chúng người ta, ta chết, chúng ta chết, ta về nhà người ta không có nếm chúng thì người ta cũng bị tay chân gì nó phù lên hết, hoặc là nó bị chất độc nó ăn vô nó chết. Vậy theo chú là cái điểm này nè sao mà lạ kỳ vậy chú? Điểm đó thì trên trời thả xuống không, chứ mình là làm sao dưới này có mấy con đó. Tại vì mình không có tu cho nên là tới ngày trả quả rồi thì phải chịu những cái con độc địa nó xuất hiện để mà nó ám hại mình. Cho nên quý vị không có hiểu, quý vị nói là mấy con thú bây giờ bắt ăn thịt hết trơn rồi, còn đâu nữa mà nó tràn xuống như dịch hạn, tối ngày ông nó xàm không à. Dạ. Không có đủ ăn thịt nữa, có ở đâu mà tràn xuống. Cho nên nó còn nhiều nữa, nó còn nhiều cái vấn đề lắm. Cho nên tại vì quý vị không có duyên, quý vị không có hiểu, cho nên quý vị mới nói những cái câu rất là ngắn ngủi. Cho nên tụi tôi thương cho quý vị. Bởi vì Đức Thầy đã cho biết là người khôn nghe nói càng rầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo, rồi sau sẽ thấy hầm beo. Mà cái hầm beo này quý vị nói ở Tà Lên bây giờ Trung Quốc nó cắt nhà nhóc trên trơn rồi, còn thú gì nữa đâu mà nó tràn xuống. Nhưng mà thú này thú của trời Phật,
tới ngày là lệnh của trời đất rồi mở cửa rồi nó tràn xuống cho quý vị, là quý vị không tu rồi là nó gấp quý vị là kể như khỏi có chấm nước mắm nước màu vậy đó. Gấp nuốt như con vịt mà nó nuốt mấy con cua vậy đó. Nó đói rồi nó xúc ngang lại nuốt chứ khỏi có nhai có gì đó. Nó tới chừng đó đó rồi bắt đầu mới là nước tới chôn mới nhảy không có kịp đó cho quý vị. Dạ thì cảm ơn chú Tư vừa qua cũng đã trình bày chia sẻ về những cái phần mà cũng như là những cái điềm báo để cho biết là cái tuần đời sắp hạ. Thì kính thưa quý vị, thầy đã nói hạ nguyên nay đã hết đời, có nghĩa là thầy đã nói mình mới dám là đính chính một cái chuyện đó là có thật, chứ mình làm gì mình biết được cái đời này là cái đời gì, trái đất này trái đất gì, mà bây giờ mình biết được trái đất này trái đất 67 sắp hình thành qua trái đất 68, có nghĩa là một cái cơn tận diệt lập đời trở lại đó. Thì cho nên những cái lời nói của chú Tư cũng đều dựa dẫm vào kinh sách mà chú Tư đã học bấy lâu nay cũng như Quốc Tạo. Thì quý vị thì trước khi mà nói cái chuyện này thì Quốc Tạo sẽ nói về cái điềm báo của Hào Quang. Thì khi mà chúng tôi đi vào tới đến nơi để xác thực á, thì cái nơi mà xuất hiện Hào Quang đó là một cái hang sâu lắm. Chúng tôi cũng có đi xuống hang nữa nhưng mà xuống sâu quá chúng tôi sợ không dám xuống. Lúc đó có gà trống nuôi con cũng đi chung nữa, mà anh gà trống nuôi con thì dám xuống nhưng mà tôi không dám xuống. Còn một cái hang ở bên kia nữa, cái nơi xuất hiện Hào Quang đó, cho nên nó ẩn chứa những gì điều gì đó thì mình không biết. Cho nên lúc này giống như là nói là nó sắp màn ba sắp hạ rồi, thử ra mình dòm cái gì, những cái việc gì lạ kỳ nó xuất hiện hết quý vị. Cũng như quý vị thấy không, từ đó giờ mình sống bốn mùa nó đều im dịu, bây giờ bốn mùa nó thay đổi. Rồi thầy nói chờ giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi luôn đó. Rồi đương không mà bây giờ vô đó hỏi những cái nhỏ nít ở đó, nó cũng nói con thấy Hào Quang xuất hiện ở đây hoài luôn chú, mà lâu lâu cái có tiếng nổ đùng đùng vậy đó. Đó trong clip của chúng tôi đều có những cái vấn đề đó hết. Còn khi mà đến chính lại một chuyện này, khi mà chúng tôi nói nơi đây đó thì nhằm mục đích để cho bà con biết những cái sự việc nó đã đến rồi. Có lúc thì bà con nói tại sao mà lại dám nói thiên cơ, thầy nói được thiên cơ được lệnh ta mới nói. Dạ chúng em chúng cháu hiểu. Còn nơi đây chúng em chúng cháu như chú Tư chỉ nhắc lại, chỉ trùng tu lại cái lời kinh lời giảng của vị thánh nhân, cũng như là thầy nói là ngọn thủy triều nô nức sục soi bầu trái đất một khoen rung chuyển, hay là hoàn cầu trái đất chuyển xây gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn đó. Thì cái chuyện đó thầy đã lật ngửa hết rồi, chúng ta chỉ là đính chính lại sự việc thôi, chứ đâu phải là chúng tôi là ở đây mà bàn luận là những cái việc gì mà nó đi vào sâu vấn đề. Thiên là gì? Thiên là trời, cơ là những cái cơ mặt của ông trời, bí mật của ông trời đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Còn cái việc gì mà thầy úp thì ở đây chúng tôi đâu có đọc chính văn thôi, chúng tôi đâu có nói ra. Cũng như những mẫu chuyện như thế này, quý vị comment vào trong kênh của chúng tôi, cũng như là hiện giờ là Quốc Tạo là chịu trách nhiệm về sản xuất những video của chú Tư. Thì khi mà quý vị chat với chú Tư thì xin miễn chat dùm và đừng gọi điện thoại, tại vì chú Tư ổng còn công khu, ổng còn trị bệnh cho bà con, giúp đỡ cho bà con bá tánh vạn dân. Còn Quốc Tạo thì rảnh hơn, Quốc Tạo sẽ trực điện thoại của bà con và sẽ đáp ứng, sẽ chia sẻ những cái gì mà bà con hỗ trợ cho bà con để bà con không còn thắc mắc nữa. Và sau đó thì bà con biết không, khi mà cái trong cái clip đó mà mình chỉ nói Nam Mô A Di Đà Phật hay là mình bấm vô chữ thích thôi là mình đã hưởng phước cùng với chúng tôi, mà bà con một số ít thôi, tại vì khi mà cái tấm giấy trắng đó mà người ta một tấm giấy trắng này mà chỉ có một vết mực đen thôi, là bà con chỉ dòm vô vết mực đen không mà không có dòm vô tờ giấy trắng. Tại sao? Tại vì công sức của người ta làm bấy lâu nay, cắt đường cắt cầu giúp cho nhà bếp nhà kho, giúp cho chạy hòm, giúp cho đường, giúp cho người bệnh, là như tấm giấy trắng gì nè, của chú Tư tấm giấy trắng gì nè, mà chỉ có một cái vết mực đen thôi. Mực đen là bà con cũng hiểu nhầm là vết mực đen nữa, thật sự cái này là cái bụi bà con phủi là nó mất tiêu rồi, cái này là cái bụi bà con à. Mà bà con á buông những lời khó nghe thì ở đây chúng tôi không giận hờn bà con đâu. Mà bà con biết không, có một trường hợp như thế này Quốc Tạo kể là sự thật 100% luôn. Quốc Tạo dám lấy cái tư cách của một cái người đạo ra, thầy nói người biết đạo phải dình ngôn ngữ nói với ai chớ có sai lời.
đó, bởi vì hay là lửa là tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ, tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đắm. Có nghĩa là nếu mà Quốc Tạo nói cái chuyện ác, tích lũy cái chuyện ác là Quốc Tạo sẽ bị quả ương đeo đắm. Mà Quốc Tạo bây giờ rất thành công trong cái sự việc việc của mình, cũng như là làm cái gì YouTube bên đạo, phát gạo cho người nghèo, cứu trợ cho những người già cả và giúp đỡ các nhà thì rất thành công. Cho nên là có một cái vị này đó là ở nhà Quốc Tạo, lúc đó Quốc Tạo còn cho mướn uy tín. Quốc Tạo là ngồi ở ngoài đầu, ở ngoài cái máy chủ đầu nè, khi bước vô là đụng Quốc Tạo trước. Quốc Tạo mới cho người ta nghe bằng phone, Quốc Tạo nghe bằng cái loa. Quốc Tạo bắt kinh giảng của thầy, Quốc Tạo rất là thích kinh giảng của thầy, nhất là cái Nguyễn Ba và Nguyễn Tư Quốc Tạo rất thích. Còn Nguyễn Nhất, Nguyễn Nhì á thì Quốc Tạo chỉ nghe lón ngang thôi, cũng không hiểu gì mấy, biết thầy đi dạo Lục Châu thôi. Rồi cái người đó vô mới nói là khi mà tôi xuất hiện vô nhà của ông là ông phải tắt giảng liền. Quốc Tạo là nước mắt rớt tại chỗ luôn quý vị, rớt tại chỗ. Nhưng mà không giận không hờn gì hết trơn á, mình thấy mình phải thương người ta chứ, tại người ta không biết. Rồi là bắt đầu là trong vòng chưa được một tháng quý vị, chưa đủ một tháng luôn, người đó bị đài đi xa rất là xa luôn. Mà bây giờ đó phải không, lúc nào cũng ở chặn hết chứ, lúc nào ở chặn chứ, làm phải không, từ sáng đến chiều, đầu thì cúi xuống gặp đất, lưng thì lên trời, không thấy mặt người luôn, làm hoài. Mình chờ mưa chờ gió mình vô mình núp phải không, người đó vẫn còn làm. Chờ nắng mình vô núp, người đó vẫn còn làm. Đó là do xúc phạm đến kinh giảng của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Đức thầy nè, quý vị dạch cuốn giảng ra, quý vị để vậy nè, quý vị đọc xong của quý vị khiếp lại đi, quý vị bỏ vậy nè, chư thần hai bên phanh tay hầu cuốn giảng này nè. Quý vị bất giảng quý vị nghe, phải lắng lỗ tai nghe, chừng nào ngủ tắt, đừng có ngủ rồi không tắt, có chư thần đứng bên đặng để hầu cuốn giảng đó, rất là vi diệu bà con à. Còn quý vị comment vô, quý vị chỉ nói Nam Mô A Di Đà Phật thôi là cũng hưởng phước cùng với chú Tư, cùng với Quốc Tạo. Bà con đừng nói những lời đắng cay. Rồi sau này bà con nói chúng tôi không ảnh hưởng gì đâu, bà con có điện thoại chữ trực tiếp chúng tôi cũng vẫn bình thường, không có gì hết. Tại vì cái giáo lý của thầy là được toàn bộ nhiều nơi công nhận, được nhà nước công nhận, được quyền tuyên truyền, được quyền bình luận ngôn, bình đẳng ngôn luận. Cho nên chúng tôi có quyền nói, có quyền kêu gọi bà con để tu hành, chứ không có gì phải thắc mắc cả. Còn bà con nào có muốn gặp chú Tư, muốn nói điều gì mà khó khăn hay là hỗ trợ, hay là muốn nói điều gì để là gọi là trái chiều gì đó, thì cứ việc gặp Quốc Tạo. Quốc Tạo sẵn để trên số điện thoại trên kinh, lúc nào cũng có hết trơn. Bà con để Quốc Tạo nghe hết trơn, không lúc nào không nghe hết trơn. Tại lúc Tạo, Quốc Tạo làm công tác từ thiện mà, khi bà con điện lại mà Quốc Tạo không nghe thì làm sao Quốc Tạo nhận được tiền của bà con để đi làm từ thiện. Thành thử Quốc Tạo phải nghe hết. Bà con cứ điện lại đi, cứ nói thẳng Quốc Tạo, đừng có điện cho chú Tư. Tại chú Tư ổng còn công phu, ổng một ngày ổng cúng tới mấy thờ lặng, 3-4 thờ lặng, rồi ổng còn niệm Phật nữa, rồi ổng còn phải đi giúp đỡ cho người nghèo, người già nữa. Cho nên chúng tôi cũng có đôi điều. Thì chú Tư có nói điều gì thêm không để mình đến chính về cái việc đó? Không sao đâu quý mấy đệ, cứ bình thường đi mưa thì mình dịp. Thì cái thời gian vừa rồi đó thì cái số tiền mà Mạnh Thường Quân gửi về cho Nguyễn Lãnh đó, là Nguyễn Lãnh sẽ bắt cầu nè, rồi làm đường nè, rồi làm những cái việc từ thiện như chạy hòm nè, rồi như mấy cái người đau mà không có tiền mổ nè, rồi nhà sập nè, là Nguyễn Lãnh giúp cho toàn bộ hết trơn. Mà cho tới giờ này là Nguyễn Lãnh đi xin gạo lan đó quý vị, nói cho quý vị thương đó, chứ đâu phải Nguyễn Lãnh mua nhà lậu xe hơi gì đâu. Đó, cho nên là quý vị không biết, rồi quý vị nói này nói nọ, thành ra cũng nghe nó cũng tội. Tôi bây giờ là tôi phải còn nhờ cái số người mà để cho gạo lại ăn đó, là quý vị thấy rồi đó. Mà Đức Thầy cũng có một câu là đừng ham nói đắng nói cay, cay đắng sau này đau đớn sầu bi. Có nghĩa là quý vị sẽ bị dội lên một cái quả đó, chứ không phải ở đây ta bị gì đâu. Chúng tôi không bị gì hết trơn á. Quý vị chửi chúng tôi cũng vẫn vui vẻ, chứ không chúng tôi đã có học đạo mà. Ai chửi mắng thì ta giả điếc mà, đợi hết chặn ta khuyên mà, chúng tôi hiểu điều đó. Hay là chúng tôi sẽ chịu cay đắng tu hành mới giỏi mà. Bà con chửi chúng tôi không buồn không giận gì hết, nhưng mà tôi sợ cái quả đó nó dội ra cho bà con. Rồi khi mà bà con lãnh cái hậu quả rồi, nó đau đớn lắm, chứ không phải là chúng tôi mà sợ cái gì đâu, đúng không chú Tư? Cho nên sẵn đây thì cũng xin nói luôn cái phần này, là quý vị tin không tin tùy quý vị.
bất cứ những cái bệnh nào mà nếu ế độ mà thấy khó khăn rồi cứ việc điện cho tôi hay, nếu mà chưa tới số là tôi sẽ cứu được hết, còn trừ ra tới số nha. Đó là nói mạnh với bà con câu luôn, cứ việc điện thẳng rồi đưa về tôi, phước chủ mai thầy có thể tôi cứu được căn, nói cho bà con mình mừng. Chú Tư đặc biệt đó quý vị, là chỉ cái bệnh vú á, bệnh ung thư mục vú cái gì, bị mục á, mục ở nách, ở vú nè, là ở bụng gì nè đó, cái mục á là chú Tư cổ nè, chú Tư ông chỉ cái bệnh nó hay lắm, mà phát hiện sớm lại ổng, là ông chỉ trơn. Coi như bây giờ lại thêm một cái nữa là bệnh gì chỉ cũng hết trơn á, mà trừ ra tới số thôi à. Mình nói để cho quý vị mình có cái niềm tin, nếu mà thấy mà thua rồi đó là cứ việc điện về tôi nha. Rồi nếu phước chủ mai thầy có thể tôi cứu được chăng, bởi vì hôm gài tôi cứu mấy cái bệnh là kể như là chẳng hạn như là khối u não nè, khối u não rồi khối u phổi nè, khối u gan nè, khối u vú nè, rồi sai sống màng óc nè, rồi tai biến con mắt nè, rồi đàn bà sa tử cung này kia là hàng chục năm, 20-30 năm luôn, mà không gọi tụi tôi chỉ hết trơn à. Giờ hôm qua đổ chỉ hết trơn à, hút thuốc nam thì cũng đơn ví dụ như mấy cái bệnh nặng gì đó thì trong đó tụi tôi có pha thêm thuốc bắc, mà cái thuốc núi bây giờ đó xin nói với quý vị đó là thuốc núi cũng mua không à, chứ đâu có xin được, cho nên là lấy quý vị lại số tiền rất ít thôi để mình mua thuốc lại. Nhưng mà mấy cái bệnh nặng nhất đó là chứng chịu quạt là hết rồi, thì so lại nó đâu có mắc gì đâu. Mà nếu quý vị chưa tới số thì phản chịu quạt là quý vị có thể chạy đi đá banh được rồi đó. Cho nên sẵn đây để nói cho bà con mình để nắm thêm cái phần này, cứ việc là thấy thua rồi cứ việc điện cho tôi hay, rồi nếu tôi còn điều kiện tôi cứu được là tôi giúp cho. Hết mình giúp cho bà con luôn. Dạ. Chú Tư á thì chuyên về cái môn là trị bệnh, với giúp đỡ cho những người khó khăn, khi mà ông có tiền thì giúp, thì ở đây Quốc Tạo đến chính lợi là có thật 100%. Cũng chính Quốc Tạo cũng đã gửi tiền giúp cho chú Tư nhiều lần. Còn cái thứ hai đó thì bà con cũng nhắc lại là bà con cũng đừng có gọi chú Tư để làm phiền, cũng như là gọi chú Tư hỏi thuốc men thì được rồi. Còn bà con muốn có cái vấn đề gì mà gút mắt thì có việc liên hệ thẳng với Quốc Tạo. Quốc Tạo sẽ giải trình và sẽ có những lời gì giải đáp thỏa đáng cùng với bà con. Thì nơi đây chúng tôi nói đạo chứ chúng tôi có làm cái gì đâu mà phải e thẹn hay là phải sợ gì đâu. Chú Tư thì ổng trị bệnh không à, chứ ổng giúp người không à, còn Quốc Tạo thì có khác quý vị. Tại vì đức thầy đó, chủ trương là Quốc Tạo làm theo là thầy không à. Thầy nói là tầm sức nhỏ còn làm nên cái người, không lo có thẹn hay chăng, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng giới tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành. Đó là cái chỗ mà truyền bá kinh lành đó đó, Quốc Tạo mới rất là thích về cái môn mà nói đạo để cho bà con tu hành. Cũng như là Quốc Tạo thường đi qua quay ở cái vùng núi cấm là nhiều, thì Quốc Tạo có đi ngang cái vùng gọi là chợ dân giáo, thì qua đó thì lúc nào Quốc Tạo đi ngang đó, Quốc Tạo gặp chợ dân giáo, Quốc Tạo cũng nhắc với gia đình cho nó kìa, thấy không, chợ dân giáo nè, chỗ này có nhiều vị cao niên cao độ, có tiên tri nè, qua lộ dân giáo máu tràn như sông nè, hay là nè, kẻ thị phi để Phật đưa đường, qua lộ dân giáo vô thùng huyết luôn. Thì cái chợ dân giáo đó bà con, là nó nằm trải dài giữa Tịnh Biên, Nhà Bàn, nó nằm trải dài ra, nằm hàng ngang vậy nè, nó ở dưới thấp. Thì khi mà vô đó thì ở trong đó thì khi mà miên nó tràn xuống đó, thì nó sẽ là tràn, nó sẽ giết lai gai xuống, là máu nó sẽ chạy xuống dưới lộ nhân giáo. Thì nếu mà không có điều này thì sao mấy ổng tiên tri được. Giống như có một đoạn mà Đức Phật Thầy Tây An là có tiên tri là sông Tiền, Mỹ Thuận, Bắc Cầu, núi cấm quá lầu, lộ dẻ gần đây đó. Sông Tiền, Mỹ Thuận có Bắc Cầu chưa quý vị? Có chưa? Một trăm mấy, 200 năm rồi đó. Có chưa? Đó, cho nên chúng ta phải tin. Nè, có một đoạn trong Tứ Thánh có nói gì nè bà con, là hạ ơn mỗi việc mỗi mòn, còn sông mòn biển lại còn mòn non, đổi chồng đổi vợ đổi con, đổi non đổi núi đổi hòn Hà Tiên, đổi Châu Đốc lại đổi Tịnh Biên,
Thất Sơn lại đổi qua Liên Nhà Bàn, qua liền năm nước Trạch Đàn đó, qua lộ văn giáo máu chặn thành sông đó, bà con thấy chưa? Không có làm sao mà ông tiên tri được. Thì Quốc Đạo muốn cho quý vị biết cái thiên cơ đó đó, giống như là cái đời này nó đã là gọi là nó tặng diệt rồi, phước thì mỏng, nghiệp thì dày, cho nên nói mà quý vị á, Quốc Đạo mà nói quý vị phải nên ăn chay niệm Phật làm lành thì phải nói rồi đó, nhưng mà quý vị không có sợ đâu, nói rồi là như nước đổ lá mô thôi đó. Rồi quý vị có sợ đâu, mà quý vị biết không, ở trước cửa mình á, đám tang mà đi ngang nó tùng 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 đó, thì tới mình liền, bà con ơi, tới mình liền bây giờ đây. Đừng có nói, đừng có nghĩ là không tới mình. Thấy người chết rồi mình cũng phải chết, thấy người đau mình khỏe được sao? Xe tang vừa lướt qua mau, chôn người hôm trước hôm sau chôn mình. Có cái xác thân là có cái án tử hình, khác nhau đôi chút, thời gian ngắn dài, chứ không phải mà cái không phải mà nó đi, nó thời gian nó đi chậm đâu quý vị, đi rất là nhanh luôn. Mà cho nên Quốc Đạo cũng thấy chú Tư thời gian gần đây cũng có sa sút về cái tinh thần, về cái phong độ, cũng như là chú Tư cũng bị ốm, và chú Tư cũng đi trị bệnh nhiều người quá rồi cũng mệt mỏi, cho nên chú Tư cũng rất là buồn. Hôm nay làm cái clip này lên, thứ nhất là để đính chính lại sự việc, cho bà con biết muốn gặp việc gì khó khăn cứ việc kiếm Quốc Đạo, Quốc Đạo sẽ sẵn sàng, sẽ đáp ứng thỏa mãn cho bà con. Và có khi nào bà con có hỗ trợ gì cho chú Tư về những việc như là tài thí để chú Tư để đi giúp cho bà con ở xã hội, thì cứ việc liên hệ thẳng Quốc Đạo. Còn muốn càng gặp chú Tư thì Quốc Đạo sẽ đưa số điện thoại, bà con sẽ gặp chú Tư trực tiếp, cái nào cũng được, cái nào cũng tới đây chú Tư hết. Quốc Đạo thì thích bà con gọi cho chú Tư hơn, bà con cứ gọi Quốc Đạo đi, Quốc Đạo sẽ chuyển số cho. Như vậy ha chú Tư. Rồi cái những thì trở lại vấn đề clip hôm nay đó, là cái điềm báo, là những điềm báo mà cho biết là gần thiên định, tuần đời sắp hạ đó bà con. Bà con thấy không, tất cả đều trở về năm dần này hết, cũng như là ông Thẻ Nam Phương cũng là năm dần, mặt trời đỏ cũng là năm dần, Kha Nga khởi chiến cũng là năm dần, Hào Quang cũng là năm dần, động đất cũng là năm dần, Campuchia gượt cũng là năm dần đó. Sáu vấn đề chưa nữa, còn nữa nghe, cái 2000 tỷ con kỳ nhông đỏ xuất hiện đặng cũng khả độc cho bà con, cũng là năm dần. Rồi dân dân còn nhiều việc mà Quốc Đạo còn không nhớ hết, quý vị biết không, bây giờ á, lúc trước có phải không mà nói về mà chiến tranh đó phải không, không bao giờ có, từ lúc Quốc Đạo mà lớn lên hiểu biết tới giờ là không bao giờ nghe nói về chiến tranh. Nhưng mà bây giờ bà con thấy không, ở ngoài nó bắn ầm ầm ngoài mà thầy nói gì sao, thầy nói lao sao bể bắt non tằng, quân phiên tham báo xa gần cũng qua đó. Bể bắt là ở bên phía bắc đó quý vị, cũng qua là cũng sẽ qua thôi, cũng sẽ qua thôi, bà con đừng có nghĩ là nó không qua, nó qua hết. Tằng ban hậu hẳn tiêu du động, có nghĩa là nó hẳn mình, tằng nó hẳn mình đó quý vị. Hậu hẳn là hậu là sao, hẳn là hẳn đó. Hay là trong cái bài Lỵ Tam Châu cũng cho biết đó quý vị, Quốc Đạo nhắc bài Lỵ Tam Châu đó. Tam Châu là Châu Đốc, Châu Khú, Châu Thành. Tại sao Quốc Đạo xác định là ba châu như thế này? Tại ba châu này nó đi một cái đường thẳng xuống. Tam Châu Hữu Ngạn là ở bên phải, bên cái bờ phải. Lỵ Ngõ Xa là bên đây, là nó tràn xuống cái bờ đường Châu Đốc, nó tràn xuống, nó giết sạch trụi hết trơn. Đó là quý vị phải không? Ở trên đỉnh núi treo leo, thấy trong thiên hạ như bèo trôi sông, nó sẽ giải nói đó quý vị. Quý vị còn đợi còn chờ gì nữa mà không chịu tu quý vị. Mà chữ tu đâu phải lời thề, rồi hay là tu đâu có tốn tiền xu đâu, mà sao thoát khỏi lao tù của thế gian. Tu hành này là nó rất là đơn giản thôi, tu là sửa thôi chứ có gì đâu. Thì hằng ngày thì quý vị có la mắng con cái thì nghĩ la đi, có khó khăn con cái thì nghĩ đi, ăn chay niệm Phật làm lành, đơn giản vậy thôi. Quý vị không có chịu làm thì khi nó đến rồi là chúng ta sẽ không dâng lưng mà chịu nha quý vị. Thì lời nói của con cũng hết, thì chú Tư còn đờ lời gì nữa để tâm sự đăng cách đề. Để nói thêm cho bà con mình biết cái đoạn này nữa. Bởi vì ở xóm tôi thì bởi vì tôi nào giờ tôi đâu có trị bệnh đâu, cho nên nhiều khi bà con mà ở xứ xa lại mà kiếm tôi để trị bệnh thì nó cười, nó nói tôi mà trị cái gì mà đi kiếm.
cho nên bà con nản rồi có số người đảo lại, thành ra rất tội nghiệp. Cho nên bữa nay sẵn đây để tôi nói cho bà con mình ở các tỉnh và ở xa, nếu mà có bệnh mà nan y đó, cứ việc đi thẳng tới Nguyễn Lãnh, đừng có nghe ai nói mình bắt mãn rồi trở lại là tôi tội nghiệp cho quý vị đó nha. Quý vị cứ việc lại thẳng tôi đi, rồi tôi sẽ trị cho quý vị nội trong 5 tháng đầu thôi, rồi quý vị sẽ thấy. 5 tháng đầu chỉ là có nhiêu tiền, có 50 ngàn quả hả, đâu có nhiêu tiền. Bởi vì ở đây tôi là làm giùm không à, để lấy cái tiền thuốc núi lại với thuốc bắc lại, kể như làm giùm cho quý vị không. Nhưng không kể cái bệnh ở Bạc Liêu đó, cái bệnh ở Bạc Liêu đó là kể như là cái bệnh đó là bệnh chết á. Mổ mới có 5 tháng là điện lên tôi là cho hay là nói là bữa nay là ngồi vậy đi tới lui được rồi. Ồ, hay ha vô từ. Dạ, ồ hay. Là cái như nằm không là lên Zalo là tôi thấy cái gương mặt là xuống màu vậy lắm. Vậy thì khi mà chú Tư đi trị bệnh đó chú Tư, được sự cho phép của gia đình người ta đó, thì chú cũng quay lại một đoạn đó chú, để cho con up lên trên mạng cho bà, để mình xác nhận với bà con là mình đã trị bệnh rất là nhiều người hết bệnh đó chú Tư. Bởi vì cái vụ máy móc này tôi không có gành rồi, thành ra tôi làm cái vụ đó không có được hoài, nó quên hoài là không có được. Dạ. Rồi thành ra rồi đâu có làm được. Dạ. Cho nên là sẵn đây để nói bà con mình vậy đó, bây giờ bà con mình quyết định kiếm tôi để trị bệnh là cứ việc đi thẳng, đừng có ghé ngay cái xóm tôi mà nghe nó nói này nói kia rồi bắt mãn đảo lại là tội nghiệp cho quý vị đấy. Cứ việc lại thẳng tôi đi. Dạ. Thì chú Tư nhắc vậy để mới nhớ lại là ở chú Ba Dình nó cũng bị vậy đó chú Tư. Ừ. Chú Ba Dình thì khi mà bà con lại đó thì trị bệnh tới chỗ điểm chú Ba Dình trị bệnh rất là thành công và hết bệnh, nhưng mà đi đến cái xóm nó hỏi thì cái xóm nó lại là nói chuyện tầm bậy, nói là chú Ba Dình ổng để cái gì cần xa vậy đó, không hốt rồi uống rồi bị ghiền gì. Mà cái quý vị biết không, cái đề không phải là cần xa mà kêu mà cái đề xa gì đó, quý vị biết không, nó mắc dữ lắm. Mình đâu có khả năng mà mình cái thang thuốc này nhiêu hốt 20 ngàn, tiền bọc tiền này kia tay đưa nhiêu đưa, tức là 20-30, có khi 80 nữa, mà đưa cần đề xa cái đấy rồi quý vị coi tiền bạc nào chịu nổi chứ quý vị. Cái gì cũng phải có cái chánh định của mình nhìn nhận quý vị ơi, chứ đâu phải mà muốn nói gì nói. Quý vị ghét người ta rồi nói cay nói đắng sao biết thằng ai lao khổ nha quý vị. Thôi qua cái clip này cũng xin kết lại đây, thì cũng mong rằng qua cái clip này bà con muốn cần những cái lời nói trái chiều gì đó, quý vị cứ điện cho Quốc Đạo trực tiếp, còn điện bệnh thì cứ điện lại cho chú Tư, tại Quốc Đạo không biết trị bệnh. Rồi lại đây để Quốc Đạo sẽ sẵn sàng, sẽ đáp ứng những cái nhu cầu của bà con muốn nói cái gì, chúng tôi sẽ ghi nhận và sẽ bổ chính và sẽ sửa chữa nếu mà chúng tôi có lỗi. Còn chúng tôi không làm lỗi thì bà con điện lại thì chúng tôi cũng vẫn nói chuyện bình thường, nhưng mà với cái tư cách là tôi không có lỗi thì tôi sẽ không có nhận lỗi. Tại vì lắm lúc thì có những cái cuộc điện thoại điện lại nói chuyện rất là kỳ luôn, chưa điện chưa gì hết trơn là xả rồi đó, đêm mà lý lẽ chứ. Mà chúng tôi là người đạo mà chúng tôi cần nói chuyện lý lẽ hơn bà con ơi, đừng có nói này kia để đau lòng lắm bà con ơi. Mình chỉ mục đích của mình là muốn nói cho bà con biết là mình tu hành thôi chứ không có mục đích gì khác. Thầy nói mình đã gặp con thiền Bát Nhã đó quý vị, là đã gặp cái đạo tu rồi, không kéo người ta lên cái thiền này thì nó tội lỗi lắm. Vậy thôi mình kết lời ha chú Tư. Vậy thôi đến đây cũng kết luận cái đề này, cũng cầu chúc cho quý vị tin tưởng rồi cứ việc đi thẳng tới Nguyễn Lãnh đi, rồi quý vị sẽ biết đá vàng. Chứ đừng có nghe lời ở ngoài, dùng cái người ở ngoài đó nó không có tu, nó chuyện tầm bậy tầm bạ không à, quý vị đừng nghe nó. Dạ. Cho nên tới đây là để kết thúc cái đề này, để cầu chúc cho quý vị được thân tâm thường an lạc, đạo quả viên dung, rồi cứ việc tin tưởng đi ngay đi, rồi tôi sẽ giúp cho. Vậy xin chào quý vị nha. Nam mô A Di Đà Phật.